Khi em đi ủa khi em đi anh mang theo hành trang màu da trời con tim đau thương vương chim mi còn mong đường xa rồi gì mới có thấy nhau đôi tay gì quá đấy ổng thuộc lời mấy bác ơi nếu có thấy nhau cái gì đấy đợi để tôi hát cho nghe nè cái gì khi em đi anh mang theo khi em đi anh mang theo hành trang màu da trời con tim đau thương vương chim mi còn mong đường xa rời nếu có thấy nhau hương thơm bay tây giang đón tay bay bay giờ không thành lại còn người không đành trong nhung nha nha gương kiềm vỡ che ngàn chỉ ta là bóng chân đâu ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ ông số bốn nhảy không được luôn bây giờ từ để tao quảng cáo đó mày taxi vị tranh không có no xin lân lại tài trợ chương trình này. Đau bụng quá. Ủa mày với mọi người. Khi em đi anh mang theo hành trang màu da trời con tim đau thương vương chim mi còn mong đường xa rồi mới có thấy nhau đôi tay giang ngón tay vậy mà giờ không thành là lòng người không đành trong nhung nhớ anh đâu chứ vỡ trái ngàn chân ta lỡ một phút chốc sống ngơi không cano hân hạnh tài trợ chương trình này. Bóng phút chốc sống ngu ngơ anh lang thang đi trong giấc mơ. Ủa hay vậy cuối thuộc hả? Đúng rồi chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tôn thờ ông số bốn này có kinh nghiệm chơi nè không cano hân hạnh tài trợ chương trình số bốn biết chơi á số bốn biết đồ ông có kinh nghiệm chơi á ông nhặt thẻ cho ông bắn được cái này á không phải đâu cuốn cái sao ông cuốn mày điên tao nhặt thẻ tại vì á hồi nãy cuốn với mày á có ổng có động lực chứ là siêu nhân nhập ổng á biết không cuốn biết bài thêm một lần đau không thêm một lần đau nhớ không em đúng rồi mình yêu nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề ba ơi nguyện thề bài đó của HKT để tôi hát nguyên bản cái bài cái gì ta bài của anh này ta có lên làm số bốn chỉ có mây không bao giờ ông mà cố được tôi hát bài Doraemon cho ông nghe á đù ok không xưa không cuốn ngày xưa tôi chết mẹ rồi cuốn què bị điên là cứu được mà mày không á cậu mày nhận tao cái khẩu phúc liệu đi không ừ. Phải cái tại anh cũng không phải tại em tại trời xui khiến em chúng mình xa nhau tình nồng thắm biết bao lúc âm tơ bắt cầu bà Nguyệt nói chữ yêu chưa chọn phút ban đầu đã bao ngày qua cun đã gờ bên cạnh ai ngày giờ cun đã bỏ xe đi tôi thân mây như tấm lúa là yêu người chẳng thương lấy ta cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời nhìn không phải người ta bỏ mày ngổ đó để bỏ mày cho chết điên à tao bỏ đúng nào mày nên sao người ta nằm thẳng cẳng rồi không chịu gì chở vô trong kia hồi sinh còn đợi đây gì nữa điên là ông kia cầm thẻ đi thấy người ngoài cầm thẻ là mày kém cỏi hơn ta đi bạn ơi cứu người bạn ơi hứa không em lời hứa ngày xưa Văn Châu ngày xưa ơi anh trăng vàng em thề ngày xưa chỉ có mây không bao giờ nia xa mày hồi sinh cũng được vậy đâu tới lượt ổng đâu không nội à thế à ngốc đá à nhớ không hô mày làm chết mày hồi đó ô ông kia đi cái gì mà nhanh vậy mày tao đi xe chứ đi gì đi. Mày đúng mày chậm như gùa bò này tao có thết đạn xanh thì cay à tất cả súng mày mà nhìn chợ hết đi mày ơi
ơi. Cái đáng tiêu rồi. Kìa, ổng cứu mày kìa, hát Doraemon điên đỡ gì nữa. Ủa? Chết. Điên à. Ý tôi cũng mua hình luôn á. Một con vịt. Ông muốn Doraemon hay muốn vịt ông? Lỡ hứa mình phải làm chứ, quân tử nhất ngôn chứ nhờ. Thứ mã làm chi? Ơ đù, có thằng nào bắn tao này. Ông muốn tôi hát Doraemon hay ông muốn tôi hát mấy con vịt? Một con vịt xẻ ra 10 cái cấm. Nó kêu rằng mèo 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 mèo. Nhớ không dùng con ngu đi. Không được chạy đâu, chết đi. Hứa không cún ngày xưa ngày xưa. Giờ cún đã đi bốn chân thật đã rồi. Dù mẹ bỏ nó sẽ ta chỉ mình đã kê nó sẽ cái chỉ dù. Mày cứu anh mày. Cứu anh hả? Để em chạy vô chạm đã. Ok. Em xa chạm lắm, em đang kiếm. Nói lộn, anh nói lộn. À, mày cứu chồng đi mày ơi. Có máy bay kìa. Em có máy bay này mày ơi. Có mày có máy bay này. Máy bay 4 cánh tao. Rồi. Tụi mày nè. 4 cánh rồi mày. Đâu đâu. Để một chỗ bả. Ô bắn nó chứ mày. Lên. Ai bắn hả? Ai lái đi, tôi không lái đâu. Không thính làm gì ta bắn mẹ lên trời. Đang đất đi. Ê bắn, như bắn vô người đồng đội thì sao? Chết chứ sao? Đâu bắn thử thôi. Phải cứu nó hả? Quân bắn tôi thử thôi Quân. Bắn người mình chết thì sao? Quân bắn thử tôi ơi Quân. Chúng tính làm gì? Bắn thử thôi. Đây. À. Ai bảo đừng nói cún chó. Đứng tảng đá nè. Leo lên tảng đá đứng hay tôi bắn. Để coi thử có bay trời. Đứng đây nè. Nè. Ở đây nè. Ok chưa? Đi. Chưa, để mày làm lưu đạn cái. Tôi kiếm khẩu súng đi đã. Đâu vậy? Mày em trong khu nhà hả? Trong khu nhà có người, trong khu nhà. Khu nhà đó phải không? Ừ. Đáp lên mấy nhà bắn nữa. Mày ngu gì xuống phải không mày? Đúng rồi. Kìa, nó ở bên cò. À. Không hồi máu được. Bắn tay rất là rất trời luôn rồi kìa. Ông số 4 của tôi quá nhiều. Lần này biết làm sao để cảm tạ hết đây. Cứu cái mày ơi. Cún đâu? À, cún đây. Mày này. Con tim thì chuẩn bị vô cái nè. Nó đang trên đồi nè. Yếu lắm rồi. Nó có nhà đỏ nha mày ơi. Trời ơi. Nó bị tao giết rồi. Ủa mày ơi, bị tao giết ở trên mái nhà rồi. Mày thằng kia mày. Lia phải không? Ừ. Watch out. Tôi từ trước mày, tôi nóc nãy giờ nhiều lắm. Nóc 3, nóc 2 giờ. Cứu ông kia giùm. Ok. Làm gì mà tao clear ở dưới này luôn rồi mày còn vẫn có tiếng dần, có tiếng dần. Chết
Ok, và video của mình đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Và nói chung là PUBG này thì mình chỉ quay những cái đoạn mà mình thấy cảm thấy vui thôi. Còn không biết là quan điểm của mọi người thì như thế nào thì anh xui. Tại vì chơi này mang tính chất là tố hài là chủ yếu. Còn về kỹ năng bắn thì mình bắn rất là dở. Và cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm thích cho mình để tạo động lực cho mình nhé. Bye bye.